Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. COVID-19 tấn công hệ miễn dịch tương tự HIV. Đây là kết luận của một nhóm các nhà nghiên cứu từ Thượng Hải và New York, đồng thời cũng trùng khớp với quan sát của các bác sĩ tuyến đầu trị COVID-19 rằng loại virus này có thể tấn công hệ miễn dịch của người và gây thiệt hại tương tự như bệnh nhân HIV, theo tờ South China Morning Post. COVID-19 tương tự virus HIV làm điều này bằng cách tấn công tế bào T, có vai trò bảo vệ cơ thể trước các tác nhân ngoại lai gây hại. Ngày càng nhiều người so sánh nó với HIV, một bác sĩ tiết lộ, đồng thời yêu cầu được ẩn danh do sự nhạy cảm của vấn đề này. Các bác sĩ từng quan sát các thi thể bệnh nhân COVID-19 lúc khám nghiệm cho biết các tổn thương đến cơ quan nội tạng của người bệnh là tương tự như với người bị bệnh SARS kết hợp với HIV. Số ca tử vong do virus Vũ Hán ở Anh gần 10.000. Bộ trưởng Nội vụ nói Thủ tướng Johnson phải nghỉ ngơi. Anh hiện có gần 80.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, số ca tử vong lên đến gần 10.000 người, sau khi giới chức y tế báo cáo thêm 917 ca tử vong tại bệnh viện. Như vậy, Anh là nước có số người tử vong đứng hàng thứ 5 trên thế giới, theo Reuters. Trong một diễn biến liên quan, phố Downing cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson đang tiếp tục có tiến triển tốt trong giai đoạn đầu hồi phục từ COVID-19 sau khi dành 3 đêm tại phòng chăm sóc tích cực. Tuy vậy, Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cho rằng điều quan trọng là Thủ tướng cần dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn. Singapore đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19. Cùng với Hồng Kông, Hàn Quốc và Nhật Bản, Singapore tiếp thu khá tốt sau đợt bùng phát dịch SARS vào năm 2003. Nước này phản ứng khá nhanh, hệ thống y tế sẵn sàng, dự trữ nhu yếu phẩm dồi dào. Nhờ đó, Singapore đã làm phẳng đường cong và đưa dịch COVID-19 vào tầm kiểm soát. Số ca nhiễm hơn 2.000, trong đó có hơn 500 người bình phục và chỉ có 8 ca tử vong. Tuy vậy, trong bài phát biểu toàn quốc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cảnh báo sự bùng phát các ổ dịch tiềm tàng. Ông cho hay, chúng ta đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi nhìn vào biểu đồ, tôi lo ngại rằng, trừ khi chúng ta tiến hành thêm các biện pháp bổ sung, mọi thứ sẽ dần trở nên tồi tệ hơn hoặc một ổ dịch lớn khác có thể tràn ly trong sớm chiều. Sự tàn phá của đại dịch, các nước nghèo trong bẫy nợ của Trung Quốc có thể lâm vào cảnh khó khăn. Khi đại dịch COVID-19 tàn phá kinh tế toàn cầu, Trung Quốc có thể nắm quyền kiểm soát tài sản các quốc gia đang nợ nần lớn với tốc độ rất nhanh, hoặc nó có thể thúc đẩy chính sách ngoại giao mềm bằng cách miễn đòi nợ, theo The Guardian. Hai viễn cảnh này được đưa ra bởi nhóm tác giả một bài báo ở Đại học Harvard về một chiến thuật của Trung Quốc gọi là ngoại giao bẫy nợ. Trong bối cảnh các nước G20 kêu gọi ủng hộ chính sách hoãn trả nợ trong một năm cho các nước nghèo nhất, Pakistan và Sri Lanka là hai nước nạn nhân của chiến thuật bẫy nợ này của Trung Quốc. Hậu quả của việc là không trả nổi nợ khiến Pakistan và Sri Lanka phải lần lượt bàn giao cảng Wada và cảng Hambantota cho Trung Quốc trong thời gian rất dài, trở thành căn cứ quân sự neo đậu của tàu chiến của Trung Quốc. Vợ chưa cưới nhà sáng lập Wikileaks lo cho sức khỏe của chồng trước dịch COVID-19. Stella Morris, người có hai con trai với nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange khi ông tị nạn ở Đại sứ quán Ecuador ở London, cho biết ông đang đối mặt nguy hiểm trước dịch COVID-19 ở trong tù, theo The Guardian. Stella Morris, 37 tuổi, một luật sư gốc Nam Phi, đã đưa ra lời cầu xin cho cha của hai con trai nhỏ của cô, Gabriel, 3 tuổi và Max, 1 tuổi, được ra tù, bày tỏ quan ngại đối với sức khỏe của Assange. Assange hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Belmarsh ở London, nơi ông thụ án 50 tuần vì vi phạm các điều kiện tại ngoại.
ông đang chờ đợi một phiên tòa điều trần dẫn độ vào ngày 18 tháng 5 đến Mỹ, nơi ông bị truy nã vì các hoạt động của WikiLeaks và có khả năng phải đối mặt với cáo buộc gián điệp. Bạn bè và những người ủng hộ Assange cho biết sức khỏe của ông kém trong nhiều tháng và bày tỏ mối lo ngại ngày càng tăng đối với sức khỏe của ông kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. WHO xem xét báo cáo một số bệnh nhân tái dương tính với COVID-19. Theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới hôm 11 tháng 4 cho biết họ đang xem xét các báo cáo về một số bệnh nhân COVID-19 cho kết quả xét nghiệm dương tính trở lại sau khi được xuất viện vì có kết quả âm tính. Các cơ quan Hàn Quốc hôm 10 tháng 4 báo cáo có 91 bệnh nhân tưởng đã hết bệnh nhưng lại cho kết quả dương tính trở lại. Jeon Yong-kyung, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, virus này có thể đã được kích hoạt lại, chứ không phải do bệnh nhân tái nhiễm. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các chuyên gia lâm sàng và nỗ lực để có thêm thông tin về trường hợp riêng lẻ đó. Điều quan trọng là phải đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, các mẫu được thu nhập để xét nghiệm trên các bệnh nhân nghi ngờ. Đại diện của WHO cho hay khi được hỏi về các trường hợp tái nhiễm tại Hàn Quốc. 127 chính trị gia châu Âu ủng hộ Đài Loan vào WHO. Theo Taiwan News, Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Bảy 11 tháng 4 cho biết, tổng cộng có 127 chính trị gia nổi tiếng ở châu Âu đã ký các văn bản kiến nghị bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Đài Loan vào Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng thu phục bằng mọi giá, kể cả chiến tranh. Do sức ép từ chính quyền Trung Quốc, WHO đã không chấp nhận tư cách thành viên của Đài Loan, dù hệ thống chăm sóc sức khỏe và mức độ tuân thủ các quy định quốc tế của Đài Loan tốt hơn nhiều so với Bắc Kinh. Canada phê duyệt trợ cấp tiền lương. Theo Reuters, Chính phủ Canada và các nhà lập pháp đối lập đã, hôm thứ Bảy, đã phê duyệt một khoản trợ cấp lương trị giá 73 tỷ đô la Canada, tức 52 tỷ USD, để hỗ trợ nền kinh tế đang bị tàn phá vì COVID-19. Theo dữ liệu của chính phủ Canada, tính đến thứ Sáu ngày 10 tháng 4, hơn 5,85 triệu người Canada đã nộp đơn xin trợ giúp thất nghiệp khẩn cấp kể từ ngày 15 tháng 3. Ông Trump có thể trừng phạt các nước không nhận người bị trục xuất. Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cấm vận thị thực với các quốc gia từ chối nhận người di cư bị Mỹ trục xuất trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành khắp thế giới. Trong bản ghi nhớ gửi Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 10 tháng 4, Tổng thống Trump lưu ý COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời ông nhấn mạnh phải đảm bảo hồi hương những người vi phạm luật pháp Mỹ. Theo chỉ đạo này, Bộ Ngoại giao Mỹ trong vòng 7 ngày phải lên kế hoạch áp dụng biện pháp trừng phạt thị thực đối với các quốc gia bị Bộ An ninh Nội địa cho là không chịu tiếp nhận người di cư bị Mỹ trục xuất. Cựu ngôi sao và nhà sản xuất phim kinh dị qua đời vì virus Vũ Hán. Theo Fox News, ngày 14 tháng 4, bà Hillary Hout, 74 tuổi, một cựu ngôi sao và nhà sản xuất phim kinh dị đã qua đời vì các biến chứng liên quan đến viêm phổi Vũ Hán. Thông tin này đã được con đỡ đầu của bà là Alex William xác nhận trên Facebook. Bà Health được biết đến nhiều nhất với vai diễn Isabella Linton trong bộ phim Đồ Dở Hú năm 1970. Châu Phi, làn sóng châu chấu thứ hai đã trở lại với quy mô lớn gấp 20 lần. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng châu Phi đang đứng trước làn sóng thứ hai của đại dịch châu chấu Đông Phi với quy mô có thể gấp 20 lần trước đó. Hơn nữa, lượng lớn châu chấu trong đó là những con non vừa mới trưởng thành rất phàm ăn. Theo đánh giá mới nhất của tổ chức này, thì Kenya, miền nam Ethiopia và miền nam Somalia rất mau sẽ thành thuộc địa của đàn châu chấu mới này và tình hình trước mắt thật khiến người ta đứng ngồi không yên. Trước đó, nhiều nước châu Phi đã phải đối mặt với nạn dịch châu chấu chưa gặp phải trong suốt 70 năm qua.
Theo báo cáo của Fox News hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 4, những cơn mưa lớn rộng khắp châu Phi vào cuối tháng 3 đã tạo nên bầu khí hậu thích hợp cho sự sinh sôi phát triển của đàn châu chấu. Hiện tại, hàng tỷ con châu chấu sa mạc đang bay tản ra từ khu vực sinh sản ở Somalia. Chuyên gia phân tích vệ tinh của Liên Hiệp Quốc, ông Kenneth Mwangi, cho rằng làn sóng đại dịch châu chấu lần này gồm lượng lớn châu chấu non mới phát triển, sức ăn của chúng khủng khiếp hơn nhiều so với những con đã trưởng thành, dẫn đến các mối đe dọa lớn hơn. Thảm họa châu chấu sa mạc nghiêm trọng đã bắt đầu xuất hiện ở hầu hết các quốc gia và khu vực ở Đông Phi, bao gồm Kenya, Ethiopia và Nam Sudan. Đàn châu chấu cũng được nhìn thấy ở Djibouti, Eritrea, Tanzania và Congo. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc gọi sự bùng phát của đại dịch châu chấu là mối đe dọa chưa từng có đối với an ninh lương thực và sinh kế của người dân. Đại dịch châu chấu đầu tiên vào đầu năm đã càn quét nhiều quốc gia và khu vực ở Tây Á và châu Phi kể từ tháng 1. FAO trước đó ước tính rằng làn sóng châu chấu đầu tiên có số lượng khoảng 400 tỷ con châu chấu trưởng thành. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.